một kẻ thất bại bỗng nhiên có siêu năng lực thì điều gì sẽ xảy ra? Vỗ tay một cái, người chết sống lại, vàng bạc đầy nhà. Nếu có siêu năng lực này, bạn sẽ làm gì? Siêu năng lực toàn rơi vào người một kẻ thất bại. Nếu là một giáo viên, nhưng cực kỳ mờ nhạt, học sinh nghịch ngợm trong lớp, anh ta chả làm gì được. Hiệu trưởng suốt ngày phê bình anh, nhìn thấy cô gái mình thích thì chỉ dám chào hỏi. Ở vũ trụ ngoài kia, mấy tên người ngoài hành tinh đang thảo luận chuyện hủy diệt trái đất. Theo luật, bọn chúng sẽ chọn ngẫu nhiên một người và cho người đó năng lực cầu gì được nấy. Nếu người được chọn chúng dùng siêu năng lực này đi làm việc xấu, bọn chúng sẽ lập tức hủy diệt trái đất. Quả nhiên, người được chọn chúng chính là Neil. Thời gian 10 ngày, Neil đang đi xe đạp đi làm, đột nhiên bị một chiếc xe ô tô đâm phải. Lúc này một tia sáng thần bí chiếu lên tay Neil, nhưng anh không biết rằng bản thân đã có siêu năng lực. Như mọi ngày, Neil lại đến muộn. Vào giờ ăn trưa, đồng nghiệp dây hỏi Neil một câu hỏi: nếu bây giờ cho cậu một điều ước thì cậu sẽ ước gì? Neil không thể nghĩ, trực tiếp trả lời: tớ mong lớp học của tớ sập hết đi. Tiếp đó, một tiếng nổ lớn, Neil vội vàng chạy về lớp học. Lúc mở cửa, anh ngây người ra, phòng học đã sập. Về đến nhà, Neil cảm thấy sự việc hôm nay vô cùng kỳ quái. Anh đang suy nghĩ thì nhìn thấy Dennis, chú chó của anh đang đi bậy lên sàn nhà. Neil nói bừa một câu: nếu phân của chó tự biết đi đến bồn cầu thì tốt. Không ngờ rằng phân thật sự đứng dậy. Neil lại bị dọa sợ. Anh cho rằng mình làm việc quá độ nên xuất hiện ảo giác. Thế Neil tìm được một chai whisky lâu năm định rót ra uống, nhưng lại không cẩn thận làm đổ rượu vào bồn rửa bát. Neil nghĩ đến việc xảy ra, anh thử nói một câu để rượu quay về bình. Quả nhiên sự việc thần kỳ lại xảy ra. Neil ý thức được mình đang có siêu năng lực. Anh nhớ đến những học sinh bị chết trong tai nạn sập phòng học. Neil lập tức ước, ước gì những người chết đều có thể hồi sinh. Do nói nhầm, Neil đã khiến tất cả người chết đều sống lại. Anh vội vàng ước lại, cho thời gian quay trở về trước khi vụ sập xảy ra. Sáng hôm nọ, nhìn học sinh đang vô đùa vui vẻ, Neil ước rằng các học sinh của mình đều trở thành học sinh ba tốt. Trong phòng lập tức im lặng. Neil có được siêu năng lực, vỗ tay là có thể bất cứ thứ gì mình muốn. Neil đang chuẩn bị về nhà thì anh nhìn thấy tên hiệu trưởng luôn kiếm cơ phê bình anh. Neil ước mong rằng thái độ của hiệu trưởng sẽ tốt hơn. Quả nhiên, nhìn thấy Neil, hiệu trưởng đi đến bắt tay khen ngợi. Sau khi về nhà, Neil bắt đầu nghiên cứu siêu năng lực. Anh có thể biến thành Einstein, biến cổ quý của mình to lên. Từ đó trở đi, cuộc sống của Neil sang một trang mới. Sáng dậy chỉ cần vẫy vẫy tay, quần áo tự mặc lên người. Lúc ăn cơm, như có vài người hầu vô hình đang phục vụ anh. Neil còn cho chú chó Dennis của mình khả năng nói tiếng người. Câu đầu tiên mà nó nói là muốn ăn bánh. Neil đi vào bếp thực hiện yêu cầu của Dennis. Neil càng ngày càng nghĩ ra lắm trò mới. Anh muốn trở thành tổng thống. Ngay giây sau đã có mấy người cận vệ áo đen đến hộ tống Neil lên xe, sau đó đưa một đống văn kiện bảo anh ký. Đằng sau còn có phần tử khủng bố đang đuổi theo. Làm tổng thống khó quá, Neil hủy nguyện vọng này đi. Bên này, Catherine, cô gái mà Neil yêu thầm, gặp phải sự theo đuổi của cấp trên. Quả nhiên, người xinh đẹp luôn có người theo đuổi. Trên đường tan làm về nhà, lại gặp phải một tên thượng tá đi xe mui trần đến theo đuổi. Nhưng Catherine không thích bọn họ, bởi vì trong tim cô, Neil mới là người mà cô thích. Buổi tối, Catherine đến nhà bạn uống chút rượu. Cô uống say rồi tìm đến nhà Neil. Neil cảm thấy hạnh phúc đến quá đỗi bất ngờ. Ngày hôm sau, Neil mời Catherine đến nhà dùng bữa tối. Anh nói cho cô biết bí mật mình có siêu năng lực, nhưng Catherine đương nhiên không tin. Neil nói mình có thể biến phòng làm việc của Catherine thành đồ mới tinh. Catherine cho rằng Neil đang kể chuyện cười. Lúc này, tên thượng tá theo đuổi Catherine đột nhiên xông vào từ cửa sổ, rút súng ra uy hiếp Neil phải rời khỏi Catherine. Nhưng hắn không biết mình đang lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức. Neil vẫy vẫy tay, súng của hắn rơi xuống đất. Rồi hai người lao vào đánh nhau. Catherine cảm thấy những người theo đuổi cô đều thật kỳ quặc, tức giận bỏ về. Tiếp đó, Neil bắt đầu sử dụng siêu năng lực. Neil còn nói với hắn, tôi có thể khiến anh ngay lập tức có 1 triệu đô, nhưng cũng có thể làm nó biến mất. Đúng lúc Neil đang nói chuyện với Dennis, thượng tá dùng bình hoa đánh ngất Neil, sau đó bắt cóc anh về nhà mình. Thượng tá bắt Neil phải thực hiện điều ước cho mình, nếu không thì sẽ giết chết chú chó của anh. Tên thượng tá bắt cóc Neil, người có siêu năng lực, còn đưa cho anh một danh sách điều ước bắt anh phải thực hiện cho hắn, nếu không làm thì sẽ giết chết chú chó của anh. Điều ước đầu tiên đã khiến Neil vô cùng bất lực. Hắn muốn tất cả đàn ông mọc thêm tai dài, mọc chân vịt. Tiếp đó là biến cảnh phục của cảnh sát thành màu hồng. Ở bên này, khi Catherine đi đến văn phòng, cô phát hiện ra văn phòng của cô đã được thay mới tinh. Cô nhận ra Neil không hề lừa mình, thậm chí cô còn bắt đầu nghi ngờ Neil dùng siêu năng lực để khiến cô thích anh ta. Lúc này tên thượng tá đang chơi vô cùng vui vẻ, nhìn thấy Catherine tiến vào, hắn liền bắt Neil làm cho Catherine yêu hắn. Không còn cách nào khác, Neil đành phải làm theo. Vừa nói xong, Catherine vồ lấy thượng tá. Neil nhân cơ hội biến hắn thành một chú chó corgi, sau đó hủy hết tất cả điều ước của hắn, rồi làm cho Catherine hồi phục ý thức. Catherine cảm thấy cô đã bị lừa, nghi ngờ Neil dùng siêu năng lực làm cho cô yêu anh ta. Neil muốn giải thích, nhưng Catherine không thèm nghe mà ra về luôn. Ngày hôm sau, trong lúc ăn sáng, Neil nghĩ ra một kế hoạch. Anh muốn làm cho thế giới này thêm phần hòa thuận đoàn kết. Thế là, anh liền ước cấm tất cả các quốc gia phát động chiến tranh với bất cứ lý do gì. Nhưng không ngờ rằng sự việc lại tồi tệ hơn. Các quốc gia trực tiếp khai chiến mà không cần lý do nữa. Neil bắt đầu chán ghét siêu năng lực của mình. Anh có lòng tốt nhưng lại toàn làm chuyện tồi tệ, vừa thất bại vừa thất tình.
Neil đi lên cầu, nhảy xuống nước. Dennis cũng nhảy theo anh, nhưng nó lại không biết bơi. Không còn cách nào khác, Neil lại cứu Dennis lên bờ. Máy quay chuyển cảnh, thời gian 10 ngày đã hết. Neil không vượt qua được kỳ sát hạch, người ngoài hành tinh quyết định hủy diệt trái đất. Neil ngồi kể khổ với Dennis. Dennis nói, nếu anh đã không muốn có siêu năng lực thì truyền nó cho tôi đi. Neil cảm thấy ý kiến này không tồi. Thế là anh liền truyền siêu năng lực cho Dennis. Việc đầu tiên Dennis làm sau khi có siêu năng lực là hủy diệt nguồn sản sinh ra siêu năng lực này. Không ngờ rằng, Dennis ước bừa một điều ước đã cứu cả trái đất. Tia lửa người ngoài hành tinh phát ra lại quay trở lại. Người ngoài hành tinh và phi thuyền của bọn chúng đều bị hủy diệt. Tiếp đó Dennis làm cho thời gian quay trở lại trước khi câu chuyện bắt đầu, nhưng vẫn giữ lại ký ức cho Neil. Lần này, Neil dũng cảm đi tỏ tình với Catherine. Catherine đồng ý rồi. Lúc này Dennis cũng có một người bạn mới. Có siêu năng lực chưa chắc đã là một chuyện tốt. Chúng ta hãy sống thanh thản, vui vẻ hưởng thụ cuộc sống. Câu chuyện hôm nay đến đây là kết thúc. Tạm biệt, hẹn gặp lại ở video tiếp theo.